Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình làm xôi ăn mọi người ơi. Mọi người thấy xôi màu vàng này mọi người tưởng đâu là xôi nghệ không mọi người? Không phải đâu, mình làm bằng cái nước của cháo mùng tơi á mọi người. Thì mọi người cứ hỏi chứ nước cháo mùng tơi có thể ăn được không? Và ăn có sao không và có hôi mùng tơi không? Thì mình xin trả lời là nếu như mà mình ăn không á thì nó sẽ hôi, nhưng mà mình nấu với để nước cốt dừa nè và lá dứa và vani này kia thì nó sẽ không hôi mùng tơi nha mọi người. Thì nguyên liệu mình chuẩn bị là nếp, nước cháo mùng tơi và một lon một lon nước cốt dừa gì đó. Thì nếp thì mình sẽ vo sạch nha, rồi mình sẽ cho nước cháo mùng tơi nè. Thì hai chai này là khoảng 1 lít, nhưng mà mình thấy đổ 1.5 chai vô là được mọi người, không có đổ hết 2 chai nha. Nó thì mình đo khoảng một lóng tay mình đó, khi mình ngâm nước cháo nước mùng tơi đi nè. Là mình cho một ít muối vào đây để mình nấu luôn nha, mà mình ngâm luôn nha mọi người. Thì sau 1 giờ mình ngâm thì cái nước nó cũng đã cạn đi dần và gạo của mình, nó nếp mình nó cũng nở rồi nè mọi người. Giờ mình để vô cái nồi cơm điện mình nấu nha. Thì cái phần đó mình sẽ cho hết luôn chứ mình không có bỏ nước và mình không có thêm nước gì nữa. Và nấu mình để thêm một ít lá dứa nha mọi người. Thì mình cứ nấu cơm chế độ bình thường đó. Bây giờ nếp đã chín và đặc biệt là khi còn sống thì nó màu tím mà đỏ đỏ hồng hồng, nhưng mà khi chín nó chuyển sang màu vàng như ra mọi người. Năm rồi mình nấu mình cũng giật mình, nó không biết tại sao nó như vậy mà mình cũng không biết giải thích sao nữa. Thì nó ra như vậy thì mình làm vậy chứ mình không biết nữa mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thắng cái nước cốt dừa nha mọi người. Mình cho cái lon nước cốt dừa vô nè, rồi với 1.5 giá đường nha. Mọi người ăn ít thì có thể lấy ít đường thêm nữa. Một ít muối và cái bột này là kia là bột cơm dừa đậu sấy á mọi người. Để vô nó thơm ăn ngon luôn. Để vô ít nha. Và một ít mấy đợt đá dứa nữa cho nó thơm á. Mình sẽ thắng cái nước dừa này lên cho sôi và mình sẽ để nếp nãy mình nấu đó mọi người, để vô xào nha. Thì mình sẽ xào nhanh nha, rồi xào nhanh khoảng 1 phút rồi. Mình thấy cũng mau lắm, 1 phút 2 phút gì là cái nước cốt dừa đã rút lại hả. Giờ mình cho thêm một ít vani nước của hãng nè mọi người. Là mình xào tiếp tục, mình xào cho đến khi nước cốt dừa nó khô lại và nếp của nó dẻo là mình thấy là được nha mọi người. Mình ăn thử mình thấy nó cũng béo béo nhẹ nhẹ và cũng ngọt ngọt cũng ngon đó nha mọi người. Giờ thì cái khuôn thì mọi người làm ở đâu cũng được, cho vào khuôn hoặc cho vào khuôn ép có cái hoa cũng được. Mình cũng có cái khuôn ép hoa nhưng mà hôm nay mình không có làm. Mình lấy cái khuôn giống như là làm bánh gì đó của bên này đó mình mua đó không biết nữa. Thì mình cho giấy bọc thực phẩm ở dưới 2 lớp và mình gấp 1 lớp mẹ ở dưới nha người. Mọi người có thể không cho mẹ ở dưới cũng được không sao. Dành cho nếp lên mình cho khi nào mình cảm thấy nó có cái độ dày dày là được rồi mọi người, không cần cho nhiều quá. Thì mình tán ra mà mình ép cho nếp nó dẻo xuống á, dính lại nha, và mình cho thêm 1 lớp mẹ trên nữa là được rồi nha. Mình sẽ để nguội hẳn luôn nha mọi người. Thì mình tán thì còn dư 1 phần nè, mình để ra cái mâm mình cũng làm theo tương tự như luôn nha. Mình sẽ để đây khoảng 2-3 tiếng hồ để cho nó nguội hẳn luôn nha mọi người. Rồi mình cắt ra cho nếp nó dẻo, nó dính lại á. Và mình có chừa một ít khi nấu cơm nãy mình có múc ra một phần nếp này nè. Giờ mình cho đường với cho cái bột cơm dừa nồi sấy và đậu phộng lên, mình ăn như ăn cơm bình thường như mọi người ăn cơm nếp bình thường vậy đó. Thì có thể ăn cách này thì nó ít ngắn hơn nè mọi người ơi. Thì nhiều quá thì mình có thể lấy giấy bọc thực phẩm mình bọc lại từ miếng vào, mình để ngăn đông đá về để mình khi nào mình thèm á mình lấy ra. Mình quay từ 30 giây đến 1 phút là có thể ăn lại được nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.